Nếu răng của bạn đang trong trường hợp tương tự thì đừng bỏ qua video này. Hậu quả của mất răng thứ nhất là ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Các bạn sẽ mất tự tin khi mà giao tiếp. Nó khiến cho trường hợp là răng của chúng ta bị mất khoảng và nó sẽ xô lệch lại với nhau. Và đồng thời nó dẫn đến trường hợp là tiêu xương này. Và khi mất răng để lâu ngày như vậy nó dẫn đến trường hợp là chúng ta sẽ lão hóa này. Chúng ta sẽ nhìn cái khuôn mặt chúng ta già hơn so với tuổi này. Hai cái má của chúng ta sẽ tóp lại và nhìn nó bị mất thẩm mỹ, mất cân đối. Thứ hai là ảnh hưởng chức năng nhai, sẽ dẫn cho chúng ta khó ăn nhai. Và khi khó ăn nhai như vậy là sẽ ảnh hưởng đến bao tử này, đường ruột này và các bệnh nền khác. Và nếu như trong trường hợp mà mất răng lâu ngày mà bị tiêu xương á, các bạn lại phải mất thêm một số tiền để ghép xương nữa rồi chúng ta mới trồng răng được. Và trong trường hợp này sẽ có hai giải pháp. Một là chúng ta sẽ chữa tủy sạch sẽ cái răng này, xong chúng ta phục hình bằng một cái cùi giả và chúng ta sẽ làm lên một cái răng sứ giống cái màu của răng bên cạnh, giống cái form răng của răng bên cạnh. Đó là giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai là khi không còn giữ được chân răng nữa, chúng ta phải nhổ bỏ đi và chúng ta sẽ ghép xương làm sao cho cái bề mặt xương nó đầy đủ. Chúng ta đặt vô một cái trụ implant và sau đó chúng ta sẽ phục hình cái răng sứ thẩm mỹ lên bên trên giống cái màu răng bên cạnh và giống cái form răng bên cạnh. Và nếu như trong trường hợp các bạn bị mất răng cửa hoặc là mất răng hàm, các bạn phải gặp nha sĩ làm lại ngay lập tức. Nó có thể là nó sẽ không bị hại ngay bây giờ, nhưng nó sẽ có trường hợp là sẽ đổ răng từ từ. Và khi mà răng của chúng ta bị đổ răng lệch lạc rồi hoặc tiêu xương rồi, các bạn sẽ mất rất nhiều tiền.